Hello, xin chào cả nhà. Và để tiếp tục chương trình tìm xe của cả nhà chúng ta. Đây, Lê Tuấn lại có mặt tiếp tục ở Minh Lộc. Đây. Thì ông chủ này có hai cái, một cái 6.600 và cái này là 4.100. Đấy, thì Lê Tuấn đang còn cái đường này là đường đi xuyên về Long Ninh, Bù Đốp và về Minh Lập, về Minh Hưng, về Tân Quang. Và con đường này chạy ra quốc lộ 13 quý vị nhá. Đấy, quốc lộ 13. À quên, không phải quốc lộ, mà ra về quốc lộ 13 cũng được, mà ra tỉnh Bình Phước cũng được luôn. À, ra quốc lộ 14. Ra quốc lộ 4 ra chợ Minh Lập. Rồi, và để quay lại cái chủ đề chính của hôm nay. Thì đây ông chủ có hai cái. À, thì một cái 6.600 và cái này là cái 4.100. Thì thường thường á, thì mình vẫn biết là 4.600 này, 4.000. Nhưng mà hôm nay thì mình không biết là cái xe này là 4.100. Thì mình thấy hơi lạ, hơi lạ một chút. Thì nếu như ai mà rành về máy móc nha, thì chúng ta sẽ bình luận và chúng ta sẽ comment ở phần video cho Lê Tuấn. Nhưng mà theo như chủ nói thì chiếc xe này là chiếc xe 4.100. Đấy, đang nguyên thủy, máy móc đang còn zin. Đấy, rồi, thì có gì anh nói luôn cho khán giả người ta biết là hiện bây giờ. À, không, không, giá nói sau. À, có những cái gì nữa không? À, có cầu sau luôn không? Rồi, cầu tức là riêng ở đây hai cái xe, thì cái 4.100 này có số cầu sau. Số Hồng Hà luôn. Đây, số Hồng Hà, đây, số Hồng Hà của cái mọt. Đúng rồi. Rồi, số Hồng Hà này mấy số ta? 5 số phải không? 4 số. À, 4 số. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 5 số chứ. 5 số. Số zin mà. Đúng rồi, số zin. Số Hồng Hà, số zin 5 số của mọt. Mọt sau. Đấy. Rồi, ok. Thì tạm thời mọt này thì 3m8. Cao 2m. Cao 2m5 à. Cao 2m5. Đấy. Dài 3m rất gọn. Thấy không? Đấy. Thứ hai là số của mọt là số Hồng Hà 5 số. Rồi ta nhìn xuống cái gầm thì ok luôn, ok, đang còn gọi là rất đẹp quý vị. Cầu sau 5 tấn phải không? Cầu sau 5 tấn. Rồi. Vỏ thì nói chung là ok, hơi mọt một chút nhưng mà nói chung là còn đi tốt. Rồi. Xe ít sử dụng, chửi nhẹ. Xe đặc biệt có cái ưu tiên hơn xe khác là có giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ đầy đủ. À, về phần sau của cầu trước. Đây. Thì nói về dàn này thì chúng ta cũng nhìn đã thấy rồi. Đấy. Cái này là con số luôn nha. Số của mọt nó hay hơn. Đấy. Thứ hai nữa là ghế đặc rin luôn. Và của cabin. Đấy. Cabin. Còn vỏ đặc vỏ rin của nó luôn. Đấy. Vỏ đặc vỏ rin. Màu sơn đặc rin luôn. Xe đang trong quá trình rất ngon lành. Đang bóng nhớm. Đấy. Rồi, bây giờ Lê Tuấn đi tìm cái số T7. Đây cái bên nhà T7. Đây. Rất nhiều anh em comment với Lê Tuấn là hỏi là T7, T5, T6 gì đấy, thì bây giờ đây cái này mình thấy một cái T7. Đấy, và cái này thì mình cũng thắc mắc một tí là nó là 4.100, thì mình cũng hơi thắc mắc, thì cả nhà chúng ta sẽ có ý kiến. Thứ hai là ghế zin luôn. Đấy. Và thứ ba là có những thắng gì đấy, đây, cầu. À cái này là ấy nhỉ. Cái như là số số nhớt hay là số cơ nhỉ? Đây. Rồi ok đây quý vị, đây đây. Rồi. Rõ luôn á. Đây, hôm nay Lê Tuấn thì đến buổi chiều. Lúc này là đã là tầm 5 giờ. Đây quý vị này. Đấy thì quay hai cái luôn. Đây, chủ nhà ở đây rất giàu có. Đấy cho nên là chủ nhà bán chiếc xe này là chủ nhà nói là 160 triệu. 160 triệu. Ai nhanh tay thì ok. Giấy tờ đầy đủ, cà vẹt chính nghiêm chỉnh, sổ hồng trao tay. 160 triệu. Đây. Máy móc còn rất còn khô rang luôn. Mới đi chạy về. Đấy, mình chờ đợi nhá. Mình chờ đợi từ nãy bây giờ đi xe về. Đây số số của máy đây. Đấy. Số của máy đây. Đây. Đâu rồi, chủ nhà đâu? Chủ nhà chơi hỏi đi. Đây. Đây, D5 NIN 70064.
Rồi đây là cho hỏi một tí nha. Giá cả luôn, công khai luôn để tức là Lê Tuấn ở giữa đứng cho bán cho hai bên mua bán. Đây có gặp chủ đây luôn và chủ nói là giá chiếc xe này là bao nhiêu? 160 triệu. 160 triệu nhá. Đấy thì giữa bên mua đúng giá 160 triệu. Đúng không? Rồi có bớt chút nào hoặc lấy Thảo đi chứ không? Rồi có cái cho anh em như thế nào thì đó, okay. Ok. Đấy nhá, tức là còn thương lượng một chút là cho một chút ít. Vấn đề gọi là cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Cái gì mà thảo như cái đấy. Về làm hai ba thùng bia uống được rồi. Đúng rồi, về rồi. Rồi ok, rồi đây. Số này 2636. Rồi ok. Biển số xe này. Biển số xe đây. Là cái nào? 9393 là Bình Phước này. Đây là 2636. Rồi. Số tới. Ok. Rồi ok, coi kỹ là đi cầu trước đi nha. Đấy. Đó là xe này còn zin hết. Xe này còn zin luôn. Không đây, lau chùi thôi chứ lau chùi nó bóng mượt à. Tức là xe vừa đi làm về là quay luôn quý vị. Đấy, chưa rửa ráy mà không cần, bởi vì ở đây dân xài ta biết mà. Đấy, rồi ok, la răng đây màu xanh, mọi cái thì màu trắng, cái này màu xanh, còn riêng hoặc là ok luôn quý vị nha, hoặc là cực kỳ, hoặc là hoặc hồng hà 5 số, và cái này là ok, đèn kèn đầy đủ giấy tờ ok luôn. Báo cáo với cả nhà về, 38 dài 38, cao 2m2, đấy, rộng 2m ra 5. Đấy, rồi đang còn riêng là đẹp hết của nó, giá rất gì là mềm, phải nói 160 triệu. Nha quý vị ạ, thì cái này là ok, Lê Tuấn đứng ở giữa. Rồi mong cả nhà chúng ta sẽ xem và nhớ nhấn like. Nếu như ai mà đang theo dõi thì nhớ like cho Lê Tuấn để có động lực. Thứ hai là like lên thì giúp cho cái video này nó lan tỏa ra được rất nhiều cho tất cả những người khác để bán được cái xe này. Ví dụ như mình không mua nhưng mình coi, đúng không? Mình coi xong rồi mình nhấn like một cái thì để cho cái video này nó đến được nhiều chỗ người khác coi nữa. Để cũng như mai mốt các quý vị có gửi cho Lê Tuấn một chiếc xe nào để bán thì cũng các bạn cũng phải like nha. Và nếu như ai Lê Tuấn cảm ơn những người đã đăng ký và theo dõi kênh của Lê Tuấn, cũng như những người chưa thì nhớ đăng ký và nhấn chuông để dành những video tiếp theo. Đấy thì hôm nay Lê Tuấn đã quay được 2 video, 2 chiếc xe rất chi là đẹp, một chiếc xe 6.6 và chiếc xe 4.1 của một chủ nhà. Chủ nhà xây một cái nhà 5 tỷ. Đấy, nhưng mà vì đứa con trai đi lính, đây, đại ca này đi lính, đây. Thế thì phải bán bớt đi một cái. Đấy, thì giá như vậy là ok quý vị nhá. Đấy, giá công khai luôn. Thì quý vị chúng ta sẽ điền qua số điện thoại 0394 326 198. Đấy, thì Lê Tuấn sẽ dắt đến và mua bán được thì Lê Tuấn cho Lê Tuấn tiền cà phê. Đó là Lê Tuấn xin cảm ơn. Thế thôi, đấy. Đấy, quý vị. Đấy. Rồi, ok. Thì bây giờ video cũng đã dừng tại đây. Xin phép cả nhà chúng ta sẽ xin chúc cả nhà ta một chút khỏe và một đời chào tràn đầy phúc. Và xin cảm ơn những người đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Và mong cả nhà chúng ta nhớ nhấn like. Và ai chưa đăng ký thì đăng ký để giúp Lê Tuấn có động lực để quay video và sẽ giới thiệu nhiều những xe đẹp cho chúng ta. Đấy, chiếc xe này là 160 triệu, cả một giấy tờ đầy đủ, đang zin hết, cảm đoàn luôn, xe rất đẹp luôn. Đấy, vì con đi lính nên là chủ nhà bán. Rồi, để Tuấn xin dừng tới đây, xin mong cả nhà chúng ta hẹn lại video sau.